Thì đây là bộ motor này, motor cổng này lắp được cho cánh cửa cổng là nặng là 400 kg cánh, hai cánh 800 kg. Cái này cái nền của mình là dốc, là độ dốc nó cho phép được tới 7 phân lận, đang chỉnh là lên xuống dốc tới 7 phân lận. Thì hai cái motor này mình sẽ lắp ở trên hai cái đầu cổng đó. Mình chạy dây điện theo cái cánh cửa. Cái này trước khi gửi hàng thì mình đã nói cài đặt sẵn rồi ha, rồi mình có ghi chú luôn. Cánh cửa nào mở trước, cánh cửa nào mở sau thì mình ghi lên trên cái motor luôn á, cho nên anh em lắp đặt rất là dễ ha. Thì tới lúc mà anh em mà nhận hàng rồi thì anh em cứ dựa trên cái ghi chú là cái cánh nào mở trước thì anh em sẽ gắn cái motor lên cái cánh mở trước, cánh nào mở sau thì anh em sẽ gắn lên trên motor lên cánh mở sau. Rồi mối các thứ mình cài đặt sẵn cho anh em rồi, bấm là lắp lên xong, bấm đấu điện vô, bấm là cửa chạy thôi, rất là đơn giản ha. Đây là motor 2 là sẽ là motor mở cánh mở trước ha, motor 1 là motor cánh mở sau. Rồi đây là cái dắt cho điện nguồn nó sẽ vô đây nè. Đây là cái dắt để mình cắm dây điện nguồn vô ha. Hết rồi, anh em chỉ cần lưu ý cho mình là điện nguồn 220V nè. Rồi cái dắt motor 1, cái dắt motor 2 là motor mở trước, motor 1, motor mở sau. Bên đây mình cũng ghi motor 2 với motor 1 cho anh em luôn. Thì trước khi gửi hàng thì mình có đánh dấu cánh nào mở trước mở sau, mình đã ghi lên đây ha, cho anh em dễ. Rồi cái lúc mà đóng lại thì cái hai cái cục này nè, đó hai cục này nó sẽ nằm xuống mặt đất nè. Rồi xong á cái móc này nó sẽ móc vô trong cái cục này nè, móc vô trong cái này để sập trong cái ngàm này. Đó, lúc đóng lại nó sẽ móc lại như vậy đó. Là cái lúc anh em chỉnh cái vị trí đóng là anh em sẽ xích dời dời hai cục này nè, cho nó cánh cửa nó ngay bằng hai cục này, canh sau đó móc vô đây. Còn ở chế độ mở thì đây là cái cục 500 này á, nó sẽ quét ở chỗ cái cục này nè. Đây có cái cục từ á, thì anh em sẽ canh làm sao mà nó nằm ngay tim này nè. Để khi cánh cửa nó mở tới cái vị trí mà cái cục 500 mình đóng á là dừng lại. Cái bộ này nó mở được tới 180 độ lận. Thì trường hợp mà anh em mở mà cái bộ này cho nó cập sát trong tường á, thì cái cục 500 này mình sẽ khoan cách tường ra 10 phân, nằm ngay chỗ tim này, nhưng mà vị trí nó sẽ cách tường ra 10 phân á, để cái bộ này nó vô hết mấy phân rồi cộng với thêm cái độ rơ lúc cái chớn nó chạy qua nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cho cái cửa nó đóng lại để cho anh em xem là nó gài lại như thế nào ha. Đó, lúc motor nó quay theo chiều đóng nó sẽ quay lên chiều này nè, đó. Rồi giờ cái cục nó sẽ gài vô là cửa dừng lại rồi đó. Đó, mình bắt xuống cái nền đó là nó móc vô đó là cửa sẽ dừng lại. Đó là dừng lại. Rồi bây giờ cửa mở, bấm cho cửa mở ra nè. Là hai cái móc này nó sẽ sập xuống. Đó, cái móc nó sẽ tự sập xuống. Rồi khi nó chạy tới cục 500 anh em khoan đóng với tường á thì nó sẽ dừng lại. Đó, cái bộ này lắp đặt rất là dễ dàng, hàng dính lên trên cái cánh cửa cổng luôn, rất là dễ lắp. Rồi anh em thấy hay nhớ bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều clip tiếp theo của mình ha. Rồi cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.